chỉ ngửa cái máy ra chị. Đúng rồi. Rồi đúng không? Rồi. Dạ. Rồi. Rồi, à, chào Thẩm mỹ rồi chị. đó. Chào Tú Vĩ, trời ơi mê lắm, mê Tú Vĩ lắm. À vậy Mê ha. suốt ngày mà có nhiều người tới nhờ chị kiếm kết nối. Nhưng mà người ta Dạ. nói rồi người ta không đưa giấy tờ tới, còn cô bé này á thì cô là khách của nhà hàng của chị có nhà hàng ở bên này. À. Chị có nhà hàng bên này thì cô bé này cô tới ăn nhiều một lần và bây giờ là cô mới thổ lộ là cô muốn kiếm mẹ đẻ của cổ. À. Thì chị mới nói á, là tao có biết chị đó là chị dịch, xin lỗi nha, là dịch dịch tiếng giống như mình nhỉ, là ở bên này là tiếng Anh là you vẫn với me mà tiếng tiếng Hà Lan là x với y. Dạ. Chị mới nói là tao có biết một cái anh đó, anh rất là nổi tiếng, anh kiếm người cho người ta mà 60 năm, 63 năm gì kiếm cũng ra hết. Bây giờ á, là nó tới nhà chị tuần trước, nó tới tiệm chị tuần trước nó ăn thì chị mới kêu nó là đưa giấy tờ, giấy khai sinh tới, giấy khai sinh rồi tất cả những giấy tờ liên quan tới, thì hôm nay nó tới thì may Dạ mắn quá, dạ rồi may mắn ok chị, quá. rồi cho em hỏi cơ bản chút xíu nha chị nha. Vậy là hiện tại bây giờ là Rồi chị đang ở nước nào? chị đang ở Bỉ, bên nước Bỉ, À Vương quốc bên nước Bỉ. Bỉ rồi, ok chị rồi. Hello cháu tên gì? Cháu tên là what is your name Alam? Mẹ làm Dạ. mẹ hổ lắm nhiều Dạ, say mà tuê. dạ Julie, tên tên Tây á là Julie. Dạ. Mà tên tên Việt là Thu Thủy. À Thu Thủy. Dạ. À Thu Thủy sinh Nguyễn năm Thu Thủy. nào? À Nguyễn Thu Thủy sinh năm nào? Bây giờ chị mới cần hỏi cháu luôn hay là chị định chị nói luôn? Dạ chị hỏi cháu coi cháu nó có nhớ ngày tháng năm sinh của cháu không? Geburtsdatum, Geburtsmonat und Geburtsjahr von Jau. 30. 30 tháng 7, Juli á. Juli, mein Name ist unter E. 30 tháng 7 năm 1997. À rồi vậy không biết là ở trên giấy tờ thì nó thể hiện như thế nào, tên mẹ Có hết tên luôn em, có hết gì luôn. không? Ồ hay quá. Dạ vậy là thưa chị là trước đây là được mẹ cho qua Bỉ hả, cho người Bỉ nuôi hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ở đây là chị có những cái giấy tờ liên quan đến là cái giấy này kêu là nói tiếng Việt mình là giấy thỏa thuận cho con. Dạ Đây rồi. là viết bằng bằng cái này là viết tay nhưng mà giữ ba mươi mấy năm rồi vẫn còn giữ. Hai Rồi. mươi mấy năm, 26 năm. Rồi. Rồi bây giờ chị cho em biết trên giấy khai sinh thì thể hiện tên cha mẹ như thế nào và quê quán ở À để đâu? chị đọc nha. Ừ. Chị đọc nha. Cháu là tên là Nguyễn Thu Thủy, sinh năm 1000, sinh 30 tháng 7 năm 1997, tại Bệnh viện Mai Châu, nơi sinh là Bệnh viện Mai Châu. Dạ. Rồi ở này là có tên mẹ một mình thôi, tên mẹ là Nguyễn Thị Thơ, Dạ. không đề ngày tháng năm sinh mà chỉ đề là 46 tuổi. À, có 46 tuổi vào năm 1997. Đúng rồi. Rồi là Dạ. nghề nghiệp là công nhân nghỉ mất sức. Dạ. Có nơi thường trú nè, địa chỉ nơi thường trú á, là đội 81, Dạ. xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Dạ. Em ghi kịp không? Dạ, Mai Châu Hòa Bình. Dạ. Vậy để em tính thử coi là Là bảy mươi mấy tuổi rồi đó, 72 tuổi rồi đó. 2024 trừ đi 1957 là năm nay 67 tuổi. 67 tuổi hả? Dạ, năm Sáu mươi năm bảy nay người tuổi mẹ 67 tuổi, cháu hy vọng là người vậy mẹ còn mà, khỏe. Dạ. vậy mà chị tính là 72 tuổi. Dạ. À, đây là hình như vậy là 19 để có năm 1951 thì phải. Em xin lỗi, để em tính lại cái Em ơi, 1950. đúng là mẹ là 72 tuổi đó, À 73, 1951 73 tuổi. 73 tuổi, đúng rồi. Dạ. Bởi vì hồi nãy em tính 1956. À 19 Nhưng mà 1951 Tú thôi. Vĩ ơi, À dạ. có tên chị và tên em nữa, có tên chị tên anh nữa. Ồ vậy à. Đúng Dạ rồi. chị đọc giùm em coi nó ghi ở đâu vậy? Mà nó ghi bằng tiếng Pháp, để chị lấy cái tờ giấy ra. The Dạ. papier van your blue and your juice. The name van your blue and your juice.
có ngày tháng năm sinh của chị và của em, của chị gái và anh trai nữa. Ồ, hay Thì con quá. Dạ. Vậy thì cái cơ cái hội này là kiếm tiếng cao Pháp lắm á. chị, Dạ. đúng rồi, bởi vì chị nói là bé là rất là có khả thi, rất là cao. Dạ, khả thi cao chị. Ừ. Đây nè, có một người chị tên là Bùi Thị Chiến hay Chiên gì đó, Dạ. sinh năm 1988. Dạ, 1988 rồi. Rồi Thế ạ. có một người anh trai tên là Bùi Văn Trương hay là Trường hay là nó viết không có dấu, Dạ. sinh năm 1990. À, rồi, trời ơi, hên quá. Dạ. Vậy là Đó. có khả năng kiếm cao đó chị. Đúng rồi, chị cũng nghĩ vậy. Mong á là cái video này sẽ tới tai của những người liên quan á, thì khi mà gia đình mà nghe được cái thì sẽ nhận diện ra là có người con Bùi Thị Chiến và Bùi Văn Trương hoặc là Trường, còn tên mẹ đó thì là Nguyễn Thị Thơ. Đó thì Đúng là rồi. em. Với lại cháu nó có đặc biệt á, là khi nó sanh ra có một cái tám thôi. À. Trong sổ Dạ. bệnh có luôn. Trong sổ bệnh Việt Nam á có luôn. Cái Dạ. book phần cái số hình book. Đây nè, đúng bị quay nè, đây, sổ bệnh Việt Nam nè. Dạ. Đó, sổ khám bệnh chữa Việt Nam này. Cháu này, tên của cháu. Ở Dạ. đây rồi ngày tháng năm sinh, rồi sinh ra là bắt đầu một ký mấy cho tới từ khi nào nè, là có ghi Dạ. hết đây luôn Dạ. đó. Và không biết là được mấy tuổi thì cho về bên Bỉ vậy chị Ba ha? tháng cháu được 3 tháng, Dạ, đây trời này, cháu hồi ba ơi. tháng nè, cháu hồi ba Dạ. tháng nè Dạ. Dạ, đó. ok chị, rồi được rồi chị. Dạ, quý quá thiệt là cũng là cảm ơn gia đình nuôi lắm. Về cho Tuấn Vị hỏi cháu một chút xíu. Julie ơi, rồi con lên chia sẻ cái điều này thì đã thông qua ba mẹ nuôi của con chưa? Đó, mẹ mẹ cũng đang ngồi ngoài trước nhà hàng chị á, mẹ biết. À, Nhưng mà rồi chị mẹ. theo theo cái luật là Dạ. chị phải hỏi cho em vậy. Dạ, rồi Mẹ mẹ biết, cũng mẹ ok. mẹ có ủng hộ Julie về điều này không? Mama so ok, mama vinh tất nhiên là cái gì we are Này sẽ thì Vinh là ok, không không có vấn đề gì hết, mẹ ủng hộ. Vậy ok lắm, phải thông qua mẹ. Vì cái điều này á, là cũng rất là cảm ơn người mẹ nuôi đã nuôi cho em khôn lớn như vậy, cho con khôn lớn, bởi vì lúc con mới sinh ra được 1,8 kg thôi, là nếu mà ở Việt Nam mà điều kiện không tốt có đôi khi chưa chắc con đã được những ngày hôm nay đó. Thì sẽ cho nên dây cái lúc kia cái gì hết rồi biolo adoption bảo ở Anh ta sẽ đi Việt Nam sẽ là bị khách cái và sẽ là well em kilo ác không có làm hiểu mùi lực của tình yêu và sẽ hiểu cái lực Đi gì. bên Julie nói là rất là cảm ơn mẹ nuôi á, cảm ơn rất hiểu là nhiều là đã đưa Julie qua tới tới bên này, rồi bây giờ là gặp gặp chị Thảo nữa, mà ngày nào cũng thích ăn phở ăn bún lắm, ăn bún bò Huế. chắc lai Việt Nam lai Việt Tại Nam chị Thảo đang người Huế. à chị Thảo gửi Huế Tụng viên người Nghệ An đúng không? em nghe Nghệ An nhưng mà em đi lúng túng ở bây giờ em ra Huế em nói tiếng Huế đấy Chị biết là Tuấn Vị chị ở bên đây cũng 30 năm hơn rồi. Chị biết là Tuấn Vị mỗi lần Tuấn Vị về quê rồi gói bánh chưng, gói bánh tét là chị theo dõi hết á. Mê lắm, vừa làm. em mới đi Quảng Trị với 2 hôm ấy. Hiện tại bây Chị có thấy giờ đi hiện nhà cô gì, cô chốt à, cô chốt à? cô tụt cô tụt đấy Cô tụt, à đúng rồi, hai chị em 63 năm rồi đó, biết mà. nhà cô tụt về Có nhà theo cầu dõi hết. đáy hiện tại bây giờ đấy, em đang còn ở ngoài Bình Thuận ấy. Ở chỗ Phan Rí, Phan Rí, Bình Thuận là Phan Rang, Phan Rang, Phan em ra Bình Thuận rồi vậy chút Rang. xíu nữa đó chút xíu chị chụp cho em vài tấm hình của cháu cho nó rõ rõ một chút vì ngồi như thế này nó hơi ngồi cái máy hơi thấp á rồi cho Tuấn Vị hỏi Đúng cho rồi. Tuấn Vị hỏi cháu chút xíu này là cháu có muốn nhắn gửi gì với gia đình mẹ của cháu ở Việt Nam không? Will brag will you stay with your family in Vietnam, your biological mama with say what have you what vinh gave an over the latter 30 second to the year. Yeah, honey, ni 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 ni
Ik wil voornamelijk bedanken dat ze wel die keuze gemaakt heeft, want ja, zoals je zelf zei, ja. Met dat gewicht, ja. Een grote kans is geweest dat ik niet had overleefd daar. Hè. Okay. Dus ik ben gewoon voornamelijk heel dankbaar aan mijn adoptiefamilie, maar ook wel aan hem, want ja. Ja, dus ik ben hier aan de wereld. Hè. Anders, hè. Ja, en okay. De kansen dat ik hier heb gekregen, heb ik niet daar gekregen. Dus. Ja. Cháu nó nói là nó cảm ơn mẹ rất là nhiều là đã đem đã sanh ra cháu và đã chọn một cái quyết định rất là sáng suốt là đã cứu được đời sống của cháu, là cho cháu đi làm con nuôi bên nước ngoài đó, và cháu rất là mong muốn để được về ôm mẹ. Dạ, tội nghiệp, thấy thương quá. Dạ. Chị cũng khóc này chứ đừng nói. Dạ. Rồi nhắn với cháu là cháu biết suy nghĩ như vậy đó là cái điều đúng đắn, bởi vì vào thời điểm đó là ở Việt Nam cái điều kiện mà để mà điều trị cho một em bé mà nhỏ ký như vậy á, là nó cũng khó khăn, và bên cạnh đó thì dường như là mẹ của cháu cũng đã lớn tuổi và có thêm đông anh chị em nữa, có thể là gia đình nhà cháu cũng không có điều kiện. Vì vậy cho nên là coi như là cháu được qua bên Bỉ thì đó cũng là một cái số phận của cháu, được gọi là thoát khỏi cái cảnh là khó khăn. Chứ theo Tuấn Vĩ nghĩ là ở trên Mai Châu đó là một huyện miền núi và rất là khó khăn, nói với cháu cho cháu biết. Thì sẽ cần về bên hiểu được cái trong đặc ủy ở đó si ấu đó không ông đặt as well the your mother have an under kinder and then hiểu mỗi cái tết ông đặt Mai Châu Hòa Bình that's well thì hôn in Bergen van the year 1972 not ni of Soviet inwoner not ni Soviet inwoner nói cháu mới nói là nhiều khi nghĩ thương mẹ lắm. Đúng rồi, thương mẹ lắm. Nói với cháu đó là có thông tin của mẹ và có hai anh chị như vậy đó thì cái cơ hội kiếm rất là cao, nên là chú Vị sẽ cố gắng bằng mọi cách để kết nối cho cháu. Chú Tùng Vị sẽ cần dẹp ủy nam nam bằng ủy oldest ủy mother and then address official address and then the naam van uw zus en de geboortejaar van uw zus, de naam van uw broer en geboortejaar van uw broer, dat is een heel hoog kans voor te vinden. En hij probeert alles voor te helpen. Zelf, ik heb gezegd tegen jou, dus een, als iemand weet dat informatie geven, dan mogen zien wij doen met ons wat wij willen. Nee. Dan dat is heel moeilijk voor mij te zeggen. Ja, đúng vậy, biết không? Chị dịch cho cháu rồi, với lại chị cũng muốn nói là muốn tự nhiên mà nói cái chuyện mà ai biết là mình thưởng á, chị cũng thấy khó chịu lắm. Dạ. Thành ra chị không dám nói. Được rồi, khỏi nói đi chị. Hỏi đi, em cũng có cái ý định trong lòng rồi, là về cái việc này đó thì thứ nhất á, là bên đó người ta đã nuôi con em của mình, con em của người Việt Nam mình khó khăn rồi đã giúp đỡ như vậy rồi. Bây giờ thì cái phần còn lại để tìm gia đình đó thì là nằm trong cái khả năng của, có thể là nằm trong khả năng của em. Vì vậy cho nên là về cái việc hậu tạ cho người báo tin đó thì em cũng xin nói trước cộng đồng là có ai mà biết được gia đình hoặc là ở gần nhà gia đình đó thì cố gắng chạy đến báo cho gia đình dùm, rồi Tuấn Vĩ xin gửi hậu tạ cho cái người đó là 5 triệu đồng nằm trong cái khả năng của Tuấn Vĩ. Tuấn Vĩ sẽ trích cái quỹ đó ra. Cho nên cái việc đó chị cũng đừng có nói lại với cháu, coi như cái này là em tình nguyện em giúp cái điều này. Và thấy bên đó người ta đã nuôi nấng con cháu mình như vậy rồi, mà bây giờ đề cập đến vấn đề đó thì đôi khi sợ người ta hiểu lầm giống gì hết, bởi vì là cái việc đó tội thì... lắm Tuấn Vĩ. Từ hồi nó biết nhà hàng chị mở tới cái đây 2 năm, khi nào cũng tới ăn với lại tâm sự buồn lắm, tội lắm. Chị mới khuyên, chị mới nói là thôi bây giờ về nói chuyện với mẹ đi, rồi nếu mà có duyên á thì tất cả giấy tờ đưa tới đây, chị sẽ đọc, chị sẽ quay, tại vì chị quay chương trình Tuấn Vĩ với là chị biết là cái cách thức là phải làm như thế nào, phải rõ ràng giấy tờ và là ngày tháng năm sinh, rồi khi đó rồi mới tiến tới rồi mình mới tìm người được. Thì cháu nó đưa tới tuần vừa rồi, nó tới nó ăn xong rồi giờ nó đưa tới có mẹ đi theo nữa, đang ngồi đang ngồi ngoài nhà chị, đang ngồi trước sân á, thương quá ha. Thì chị cũng mừng, nói chung là bên này còn nhiều người muốn kiếm gia đình lắm á, Tuấn Vĩ. Chị Thảo đọc dùm em cái trong cái giấy thỏa thuận đó là viết như thế nào vậy, có liên quan gì tới người nào nữa không, chị đọc dùm con.
cái chữ khó khó đọc lắm nhưng mà chị sẽ cố gắng đọc. Dạ dạ đọc chậm chậm cũng được, không sao hết chị. Cái chữ khó đọc lắm, viết rất là khó đọc mà. Rồi chị sẽ chụp hình cái này rồi gửi qua cho em luôn nha. Dạ chị đọc sơ bộ giùm em coi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, giấy thỏa thuận, kính gửi giám đốc, công kính gửi giám đốc, cái chữ gì đây không biết nè, mà đằng Có thể viết tắt à, rồi bỏ có qua cũng sao có được. chữ bảo trợ, À chắc là hội kính bảo gửi trợ hay cái gì đó, giám đốc, đại khái. Rồi cái nào không đọc được bỏ qua, bởi vì có đôi khi người ta viết tắt á chị, mình không có đọc thường, mình không có biết đâu. rồi tên tôi là Nguyễn Thị Thơ, 46 tuổi, mẹ đẻ của cháu, Nguyễn Thu Thủy, sinh ngày 30 tháng 7 năm 97. 1997. Hiện nay nội trú hiện nay trú tại xã Bao La, đội 81, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Tôi xin trình bày giám đốc một việc như sau. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Nay lại sanh con ngoài ý muốn. Con ngoài giá thú, là con ngoài giá thú có đề vòng mở ngọc đóng ngoặc là con ngoài giá thú. Rồi là bản thân tôi căm căm bản thân tôi đau yếu. Gia đình kinh tế khó khăn nên không đủ khả năng nuôi con. Nuôi con tôi trước khó khó đọc quá, trước con tôi trưởng thành khó đọc quá, chị đọc không ra luôn á. Dạ kể nó chị để đại Rồi xong khái đi. sau đó là rồi tôi cháu tên là Nguyễn Thu Thủy, sinh ngày 30 tháng 7 năm 1997, vào trung tâm bảo trợ xã hội để người chăm sóc được chăm sóc cháu tới thời gian cháu ở trong trong trại chắc chị có cá còn cái gì cá nhân nào kể cả người nước ngoài muốn nhận cháu là con tôi hoàn toàn đồng ý và ủy quyền mọi thủ tục pháp lý để cháu được chính chính thức đi đi làm con đi làm nuôi. Rồi. Chị sẽ chụp hình cái nấy cái Dạ. này và chị sẽ gửi cho chuẩn bị. Dạ. Em hiểu cái nội dung rồi, đại khái là người mẹ này là thời điểm đó là cũng không có chồng, gọi là con ngoài dạ thú, có nghĩa là không có hôn thú đó. Thì Không có là hứng thú đó, đúng rồi. dạ không có hôn thú, có nghĩa là có thể là quen biết nhau rồi sinh ra bé thôi chứ không có chồng chính thức, đại khái như vậy. Đúng Và bên rồi đó. cạnh đó thì trước đó đã có một người anh và một người chị rồi. Rồi em đã nắm được cái nội dung rồi chị, thì em sẽ cố gắng bằng mọi hình thức để thứ nhất là cập nhật, thứ hai nữa là rồi cũng nhờ cộng đồng, rồi đặc biệt là có ai ở cái khu vực mà ở xã Bao La của huyện Mai Châu đó, thì cũng mong cô chú anh chị chúng ta nhiệt tình đến báo cho gia đình giùm. Rồi Tuấn Vị cũng xin hứa trước cộng đồng là Tuấn Vị sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng để cho cô chú làm cái lệ phí, làm cái phí để mà gọi là xăng xe này kia để đi đi báo cho gia đình giùm. Rồi có tin gì thì em sẽ cho chị và cháu biết nha. Chúc chị và cháu sức Ừ. khỏe nha. Cảm ơn, trước tiên là cảm ơn Tuấn Vĩ rất là nhiều, và thứ hai nữa là cảm ơn cộng đồng mạng, với lại yêu nhờ cầu cầu mong sao là cháu nó mau kiếm được mẹ của cháu thôi. À Chỉ có chị, nhiêu đó thôi. rồi em hiểu rồi. Cái nhà hàng của chị là nằm ở đường nào và thành phố nào đó, để nhiều khi ví dụ như có em nào mà ở gần gần đó mà muốn truyền tải về cái thông tin ấy, chị giúp người ta nha. Chị có thể đọc cái địa Ừ, chỉ đúng ở rồi. nơi nơi nhà hàng của chị cũng được. Nhà hàng của chị tên là nhà hàng Hội An, ở tại thành phố Ăn Vẹt, đường Ernest Van Đấy Cai số 26, 2000 Ăn Vẹt, thành phố Ăn Vẹt.
Tuấn Vĩ đã nắm được cái thông tin cơ bản rồi, thì Tuấn Vĩ sẽ cập nhật lên. Hy vọng rằng là trong một ngày không xa thì Julie sẽ được gặp mẹ cũng như là các anh chị. Chuẩn bị sẽ chuẩn bị a lot information for nhớ hope vốn hiểu sao muốn có lúc cái gì muốn được có mới ít mang kém là đặt gì vì cái gì muốn có hay gặp trong tập tiêm mẹ bé okay and then good and then like Rồi. Ok, mong có dịp về Việt Nam đoàn tụ với gia đình nha. Chúng ta sẽ gặp nhau nha. thì sẽ cần hope hope lúc dễ gặp Chanel muốn Chanel family besuka in Việt Nam and dễ will have him khi đó chắc cũng cần chị đi theo à chị bỏ nhà hàng chị đi theo luôn á Rồi, ok, chúc sức khỏe chị và chúc sức khỏe cháu rồi nha. cảm ơn Tú Nguyễn nhiều cho gửi lời thăm Tú Quyên với lại Huy Huy. rồi bà xã của Tú Nguyễn nha Ok chị, rồi bye bye. Ok cảm ơn Tú Nguyễn nhiều bye bye Tú Nguyễn.